Muốn nhà kinh doanh thì cần có bốn yếu tố chuyên môn, đó là món ăn của tôi rất ngon, khách rất thích. Thứ hai nữa là nhân viên cũng rất thích, giá cả rất hợp lý. Như vậy mới chỉ có một, đấy là vấn đề chuyên môn. Thế về vấn đề truyền thông thì lúc đấy tôi đạt được 50-50. Vậy thì tôi còn thiếu rất hai yếu tố nữa, đó là cái cách làm việc với các đối tác kinh doanh và cách đào tạo hệ thống nhân sự đấy.